tên là Nguyễn Thị Kiều Nga, ở Vĩnh Long. Năm nay mình sinh năm 1960 Canh Tí, tuổi mình là 56, thì nếu tuổi Tây là 57. Nhưng mà mấy tháng nay thì gặp bạn, ai cũng nói ở sao mày thấy mày lạ lạ. Thì thật ra là mình chùm gan chùm được 2 tháng rồi. Tới ngày hôm nay là đúng 2 tháng. Thì thấy là cái lỗ chân lông mình xe khít lại. Vì có một cái vết nám nhỏ nhỏ bên đây, mình chỉ duy nhất có một vết thôi, bởi vậy mình dễ theo dõi. Tức là nó mờ dần và hầu như nó biến mất rồi. Thì mình thấy là không biết là do cái tác dụng của cái cầm đá kỳ diệu hay không. Thì chắc là vậy, tại vì hình như mình không có uống thuốc nám hay thuốc gì trên á. Thì cũng không có sức kem gì hết. Nó chỉ khi ra đường thì mình sức một tí trong nắng thôi. Thành ra cái đó cũng là cái... cảm ơn thầy Du Quang Châu. Cảm ơn cái lớp học đã cho mình có cái cơ hội làm đẹp cho bản thân. Hôm nay mình chia sẻ để các bạn gái, nếu mình muốn trẻ mãi không già thì mình liên hệ thầy Châu. Liên hệ lớp học. Còn cái vụ da nhờn thì sao chị? Dạ. Da chị trước có bị nhờn không? Da mình lúc trước nhờn dữ lắm. Nhưng mà bây giờ là bớt nhờn rồi. Ok. Bớt. Chứ không chưa dứt hẳn, nhưng mà nó coi như là bớt rất nhiều. Nhưng mà cho thầy Châu ấm cũng như là học thêm tiến bộ thêm đặng kiến thức thêm đặng ấy mình đặng dạy cho mình thêm kiếm gì thêm cái này thêm nữa. Thật ra là buổi đầu mình cũng chẳng tin đâu, nhưng người anh mình ở Đức á gửi mua đem qua bển, cái mình cũng bắt chước theo. Rồi sau khi mình trường mình thấy vậy, mình mới mò theo cái lớp mình đi học. Chứ đứng ra là mình cũng khó tin lắm, bởi vì xung quanh mình rất nhiều thầy, mình không biết thầy nào mà gọi là chân chính để mà mình đi theo. Thì hôm nay giống như mình có duyên, mình đến đây gặp các bạn ở đây, nói chung cũng đều là những người trong người đầy bệnh tật. Mình đến đây cùng chung vui một cái niềm vui là đoàn kết, cùng nhau chiến thắng bệnh tật. Nên mình cũng nghĩ rằng là hôm nay có thầy đến dự lớp học, mình cũng là có cái duyên với thầy. Mong rằng thầy chia sẻ những cái gì bí cấp để mình có thể thăng tiến trên đường đời, chiến thắng bệnh tật, trẻ mãi không già. Ok. Đúng thầy. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.